NATO bất đồng về Ukraine cho UAV tấn công lãnh thổ Nga. Mỹ và Pháp, hai thành viên chủ chốt của tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, đã có một số bất đồng với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV của Ukraine sâu vào trong lãnh thổ của Nga. Đứng cạnh nhau trong cuộc họp báo ở Paris ngày 12 tháng 4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và người đồng cấp Stéphane Scherzer đã có phản ứng khác nhau trước những câu hỏi về những diễn biến này. Theo tờ Kiev Independent, Ngoại trưởng Anthony Blinken nhấn mạnh rằng Mỹ có thể làm mọi thứ để giúp Ukraine tự vệ trước Nga, nhưng không ủng hộ cũng như không cho phép Kiev tấn công bên ngoài lãnh thổ của mình. Tờ Financial Times hồi tháng 3 cũng như đưa tin Mỹ đã cảnh báo Ukraine ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga vì lo ngại rằng cuộc không kích có thể làm tăng giá dầu toàn cầu và làm tăng nguy cơ bị Moscow tung thêm đòn trả đũa. Cũng trong cuộc họp báo, ông Shojo nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine chỉ thể hiện một điều duy nhất là người dân Ukraine đang hành động để tự vệ. Bình luận của ông Blinken và ông Shojo được đưa ra khi Ukraine đang đẩy mạnh các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga. Hồi tháng 3, Kiev đã triển khai một loạt UAV nhằm mục tiêu vào một số cơ sở dầu mỏ của Nga nhằm làm gián đoạn nguồn cung cấp nhiên liệu cho quân đội Moscow ở tiền tuyến. Một số nguồn tin thuộc cơ quan tình báo quân sự Ukraine cho biết ngày mùng 2 tháng 4, Ukraine đã tập kích các cơ sở công nghiệp ở Cộng hòa Tatarstan thuộc Nga, cách biên giới với Ukraine khoảng 1.300 km. Các mục tiêu Ukraine tấn công bao gồm một cơ sở sản xuất UAV tấn công Shahed, nhà máy lọc dầu Taneco lớn nhất nước Nga. Chiến tuyến của Ukraine có nguy cơ bị chọc thủng bất cứ lúc nào. Theo các sĩ quan quân đội cấp cao của Ukraine, bức tranh quân sự rất nghiệt ngã. Họ lo ngại nguy cơ tiền tuyến sẽ bị chọc thủng ở bất cứ nơi nào mà các tướng lĩnh Nga quyết định tập trung đòn tấn công. Những tuyên bố mới nhất của tỷ phú Elon Musk liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine đã khiến cho nhiều người lo lắng khi ông cảnh báo rằng dù Nga không có cơ hội kiểm soát toàn bộ lãnh thổ Ukraine, nhưng giao tranh càng kéo dài, Moscow sẽ càng giành được nhiều vùng lãnh thổ, thậm chí kiểm soát khu vực dọc sông Dnipro và thành phố Odessa cảnh báo đáng lo ngại. Trước đó, vị tỷ phú này từng hối thúc Ukraine nhượng bộ lãnh thổ và phản đối gói viện trợ quân sự trị giá 60 tỷ đô la Mỹ của Mỹ dành cho Ukraine trong bối cảnh tranh cãi giữa Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ tại Quốc hội Mỹ ngày càng gay gắt. Elon Musk không phải là nhà bình luận mà các chính trị gia Ukraine ưa thích, và những phản hồi đối với bình luận của ông hoàn toàn có thể dự đoán được. Nhưng dự báo mà doanh nhân này đưa ra đã không khác nhiều so với những cảnh báo mà Tổng thống Ukraine Zelensky nhắc đến trong vài ngày qua. Theo ông Zelensky, nếu gói viện trợ trên không sớm được thông qua, quân đội Ukraine sẽ phải quay trở lại, rút lui từng bước một và nhiều thành phố lớn sẽ đứng trước nguy cơ thất thủ. Theo giới phân tích, cảnh báo của Tổng thống Zelensky có thể là một phần trong nỗ lực ngoại giao để khiến Mỹ phải đẩy nhanh quá trình thông qua gói viện trợ quân sự mới mà quân đội Ukraine rất cần từ đạn pháo 155 ly đến hệ thống phòng không Patriot và máy bay không người lái. Nhưng ngay cả khi gói viện trợ này được phê duyệt, nguồn tiếp tế đó có thể không đủ để ngăn chặn sự thay đổi cán cân sức mạnh trên chiến trường. Viễn cảnh này cùng với các chiến dịch bầu cử ở Mỹ và châu Âu có thể khiến cho phương Tây nối lại việc gây sức ép buộc Ukraine tham gia các cuộc đàm phán có lợi cho Nga. Về cơ bản, mọi thứ phụ thuộc vào việc Nga có quyền quyết định tập trung sức mạnh vào một cuộc tấn công lớn dự kiến diễn ra trong mùa hè năm nay hay không. Thời gian gần đây, Moscow đã đẩy mạnh các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào cơ sở hạ tầng của Ukraine. Các cuộc tấn công dữ dội này diễn ra trải dài từ Kharkov đến Sumy ở phía Bắc, tới thành phố Edessa ở phía Nam, nhưng vẫn chưa rõ nơi Nga sẽ ra cú đòn quyết định. Chiến tuyến có nguy cơ bị chọc thủng theo các sĩ quan quân đội cấp cao của Ukraine, bức tranh quân sự rất nghiệt ngã. Họ lo ngại nguy cơ tiền tuyến sẽ sụp đổ ở bất cứ nơi nào mà các tướng lĩnh Nga quyết định tập trung đòn tấn công. Hơn nữa, nhờ sở hữu một số lượng lớn bom dẫn đường từ trên không, Nga có khả năng xâm nhập và đánh sập tiền tuyến của Ukraine ở một số khu vực. Không có gì có thể giúp Ukraine và cũng không có công nghệ nào có thể bù đắp cho sự thiếu hụt binh sĩ và vũ khí mà Ukraine đang phải gánh chịu trước thế lực áp đảo mạnh của Nga, Chúng tôi không có những công nghệ đó và phương Tây cũng không có đủ số lượng, Politico dẫn lời một quan chức quân đội Ukraine cho biết. Theo quan chức này, chỉ khi các chỉ huy Nga có sự sai sót trên chiến trường và quân đội Ukraine nắm bắt được sơ hở này, thì tình thế mới có thể thay đổi. Nhưng không đạt được kết quả như mong muốn, trái lại mất hơn 10 xe tăng và 8 xe chiến đấu bộ binh, Politico đưa tin. Một sĩ quan Ukraine cho biết, các hệ thống vũ khí sẽ nhanh chóng trở nên vô ích vì chúng nhanh chóng bị Nga bắt thóp và vô hiệu hóa. Chẳng hạn, chúng tôi từng sử dụng thành công tên lửa hành trình Storm Shadow và SCLP do Anh và Pháp cung cấp. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, Nga đã học được cách đối phó và họ đã thành công. Nga không chỉ tận dụng lợi thế áp đảo về nhân lực, mà họ cũng tìm cách học hỏi từ những sai lầm và cải thiện chiến lược. Một quan chức Ukraine lưu ý. Các sĩ quan Ukraine cho biết, trong những tuần đầu tiên của cuộc xung đột, tên lửa chống tăng vác vai hệ thống HIMARS do Anh và Mỹ cung cấp đã được cung cấp kịp thời, giúp họ bảo vệ Kiev cũng như đẩy lùi Nga ra khỏi thành phố Kherson. Nhưng thông thường, chúng tôi không nhận được các hệ thống vũ khí nào vào thời điểm chúng tôi cần. Vì thế, khi được chuyển giao, chúng không còn phù hợp nữa, thậm chí là máy bay chuyển đầu F-16 cũng vậy. F-16 rất cần thiết cho Ukraine vào năm 2023, nhưng đến năm 2024 thì chúng lại không còn phù hợp nữa phương Tây dự định cung cấp hơn 10 chiếc F-16 cho Ukraine vào mùa hè này sau khi hoàn thành khóa huấn luyện phi công cơ bản. Nhưng Nga dường như đang cố gắng phát triển các giải pháp đối phó. Trong vài tháng qua, Nga đã bắt đầu phóng tên lửa ở khu vực Granskoy ở phía bắc Crimea, nhưng không có đầu đạn nổ. Chúng tôi không thể hiểu họ đang làm gì, nhưng sau đó chúng tôi phát hiện ra họ đang tìm kiếm phạm vi cần thiết để đối phó với F-16. Sĩ quan này giải thích rằng Nga đang tính toán nơi tốt nhất để triển khai hệ thống radar và tên lửa S-400 nhằm tối đa hóa khu vực mà chúng có thể bao phủ để nhắm mục tiêu vào F-16, khiến chúng không thể tấn công tiền tuyến và các trung tâm hậu cần của Nga. Quân đội Ukraine cho biết hiện họ cần rất nhiều vũ khí truyền thống cơ bản hơn, cũng như máy bay không người lái. Chúng tôi cần tới 4 triệu quả đạn pháo và 2 triệu máy bay không người lái. Binh sĩ Ukraine có kinh nghiệm chiến đấu và có sự hiểu rõ về chiến trường phương Tây có đủ nguồn lực và họ nên cung cấp cho chúng tôi những gì cần thiết. Ngoài ra, các quan chức Ukraine cho biết họ cũng cần thêm rất nhiều binh sĩ. Kiev hiện không có đủ lực lượng ở tiền tuyến và điều này ngày càng trở nên trầm trọng hơn do thiếu sự viện trợ từ phương Tây. Về phần mình, châu Âu đang cố gắng giúp Ukraine bù đắp sự thiếu hụt to lớn về đạn pháo. Séc đã đề xuất chương trình mua sắm đạn pháo với số lượng lớn để có thể cung cấp cho Ukraine khoảng 1,5 triệu viên đạn với chi phí 3,3 tỷ đô la Mỹ. Song vẫn chưa rõ con số này có đủ đáp ứng nhu cầu của Kiev hay không. Tình báo Ukraine, Nga vẫn còn 950 tên lửa. Tình báo quốc phòng Ukraine cho biết Nga có khoảng 950 tên lửa chiến lược, chiến thuật và có thể sẽ tiến hành một số cuộc tấn công quy mô lớn cho đến khi nào cần tạm dừng để tích lũy nguồn lực. Phó Giám đốc Tình báo Quốc phòng Ukraine Vadim Sivitsky cho biết, Nga hiện còn 950 tên lửa chiến thuật và chiến lược với tầm bắn trên 350 km theo ông vadim sibiski dựa trên các phương thức sử dụng tên lửa của nga trong hai năm xung đột có thể đoán nga có khả năng thực hiện thêm một số cuộc tấn công quy mô lớn bằng cách sử dụng các loại vũ khí khác nhau chẳng hạn như máy bay tấn công không người lái máy bay chiến đấu tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo siêu thanh ukraine cũng không loại trừ khả năng nga tạm dừng tập kích để bổ sung kho dự trữ tên lửa quan chức này cũng lưu ý rằng không rõ nga có nhằm mục tiêu vào các cơ sở năng lượng của ukraine trong các cuộc tấn công tiếp theo nữa hay không nhưng chắc chắn moscow sẽ không từ bỏ mục tiêu này tất nhiên các cơ sở hạ tầng điện của chúng tôi vẫn là mục tiêu chính của nga điều này đã được chứng minh trong các cuộc tấn công quy mô lớn mới nhất cũng như các cơ sở quân sự và dân sự khác quân đội nga hiện vẫn đang theo dõi tình trạng của các cơ sở năng lượng của ukraine và tiến hành trinh sát không gian ông vadim sibiski nhấn mạnh khi được hỏi về quy mô sản xuất vũ khí có độ chính xác cao ở Nga, đại diện Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine cho biết Nga có thể sản xuất khoảng 40 tên lửa Kh-101, khoảng 40 tên lửa đạn đạo Iskander, vài chục tên lửa hành trình Kali và một số tên lửa Kinza. Ngoài ra, Nga cũng hiện đại hóa 6-8 tên lửa chống hạng Unix để tấn công các mục tiêu mặt đất mỗi tháng. Được biết vào tháng 1 năm nay, phó giám đốc tình báo quốc phòng Ukraina Vadim Sibitsky tiết lộ, Nga sản xuất khoảng 115 đến 130 tên lửa hành trình cùng với 100 đến 115 tên lửa chiến thuật mỗi tháng.